Đây, chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tụi mình tới cái phố này là phố Nguyễn Văn Chiêm. Đây là cái tuyến phố hàng rong đầu tiên của Sài Gòn. Và đi cùng với mình thì có một số các cái đồng đội anh em khác. Và đây là bên cạnh mình là anh Kiên Bùi, chủ cái tiệm bánh Kita. Đây có anh Phạm Quốc Lâm nữa. Rồi. Hello, xin chào quý vị và các bạn nhá. Thì hôm nay mấy anh em tới đây là tham quan cái tuyến phố hàng rong đầu tiên của Sài Gòn, nằm ở góc giữa Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm. Nguyễn Văn Chiêm thì anh em tới đây thấy tham quan và thấy rất là thích, thì muốn gửi lời chào tới quý vị và khán giả. Thì anh em trong đội thì đang ấp ủ một cái dự án là làm một cái kênh Sài Gòn phố thì của bên đây là anh Lâm, thì anh chuyên anh có cái kênh là Bác Sĩ Nhà Đất, và kênh thứ hai là Phạm Quốc Lâm. Kênh Bác Sĩ Nhà Đất thì anh chuyên chia sẻ về những các cái đầu tư về bất động sản, cách kinh doanh môi giới đầu tư. Và còn cái kênh về Phạm Quốc Lâm thì anh chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Thì thôi, mình sẽ nhường lời để cho hai người bạn của mình sẽ chia sẻ với quý vị chút xíu. Ok, xin kính chào tất cả các chị các bạn. Thì hôm nay thì cũng là một cái hữu duyên đi ra đây thì gặp mấy anh em đồng đội như thế này. Đó là anh Kiên là chủ tiệm bánh Kita, Tuấn Dương là chủ một cái doanh nghiệp về tóc. Đó, thì hôm nay là các anh em thì ra đây buổi sáng sớm. Thì tại vì là cái nơi đây là cái khu ẩm thực là mới khai trương, cho nên là mình muốn ra đây khám phá xem là ở đây nó như thế nào. Thực ra thì cái văn hóa là đường phố, ăn vặt đường phố, đó là một cái văn hóa rất là hay. Mà hiện nay khi mình đi ra nước ngoài thì mình thấy hiện nay là ở đảo Ship, hôm trước mình đi đảo Ship thì mình thấy rằng là họ cũng đều tổ chức những cái lề đường để mà ăn những cái món ăn nhẹ, ăn vặt rất là hay, nhưng mà họ thiết kế rất là trật tự và họ quản lý rất là tốt, cho nên là mình nhìn vào cái thành phố của họ mình thấy đây là một cái nét văn hóa rất là hay. Mà trước kia khi mình học kiến trúc á, về quy hoạch á, thì trong quy hoạch cũng có nói đến cái vấn đề là cái nét văn hóa của đường phố, nét văn hóa của cái những món ăn đường phố, cho nên là những cái quán cà phê ở đường phố rất là đẹp, rất là hay. Nhưng mà vấn đề ở chỗ mình làm sao mình quy hoạch, mình quản lý được cho nó tốt, thì như thế thì cái bộ mặt thành phố nó sẽ rất là đẹp, những đường phố, những lề đường rất là đẹp. Còn nếu như mà mình không có một cái quy trình cụ thể, mình để bán tràn lan như vậy thì đâm ra cái lề đường nó trở thành cái chợ, chứ nó không phải là một cái khu văn hóa. Đó, hôm nay thì mình đi mình thấy một cái trải nghiệm đây rất hay, mình rất là mừng là ở Sài Gòn đã làm được một cái việc như vậy. Và mình hy vọng là sắp tới ở Sài Gòn sẽ còn nhiều cái điểm như thế này và nhân rộng nhiều hơn, để người dân thành phố có thể là tận hưởng được tất cả những gì gọi là đẹp của Sài Gòn. Rồi, xin cảm ơn anh, và cũng hy vọng là trong thời gian tới thì bà con chúng ta sẽ có thêm nhiều cái tuyến phố mà ăn uống như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Kiên Bùi, chủ tiệm bánh Kita, có một số cái chia sẻ cái cảm nhận về cái tuyến phố bán hàng rong mà được thành phố quy hoạch. Dạ thì em Kiên Bánh thì xin chào các bạn. Thì hôm nay thì hôm qua có đọc báo đó thì thấy là đã khai trương cái phố hàng rong đầu tiên của Sài Gòn rồi, thì mấy anh em hẹn ra đây thử như nào. Em có mua cái bánh nè mọi người, đây là xôi, thì thấy chỉ có 13.000 thôi à. Xôi dở ra cho họ xem xôi. Đây xôi nè, đây nè, mua về, đi về là mua cho bà xã ăn đó, xôi đó. Thì tụi mình cũng có thử trải nghiệm ăn thử một số các cái món ăn buổi sáng. Cái giá nó cũng rẻ, khoảng 10.000 tới 30 thôi. Đó, giá 10.000 đến 30.000 thì cũng khá là bình dân đúng không? Mình thấy là nó rất là sạch sẽ, an toàn á. Nó vệ sinh á, nó sạch sẽ lắm. Nên mà mọi người ra đây ăn thì yên tâm. Đúng rồi, thì em hôm qua em có đọc báo thì những tiểu thương mà kinh doanh buôn bán ở đây thì đều được hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tức là được đào tạo qua về vệ sinh an toàn thực phẩm, về thức ăn, đồ ăn, thức uống. Rồi quý vị, các bạn quan sát thì nhân viên thì sẽ đeo tạp dề này, đội nón có hình logo của tuyến phố này. Và các cái xe này thì hồi đấy em tìm hiểu là những cái chiếc xe này là được Ủy ban thành phố là cấp miễn phí.
miễn phí cho bà con. Đúng rồi, miễn phí. Cấp miễn phí cho bà con nhé. Đó, và rất nhiều bà con cũng họ rất là vui mừng khi mà bây giờ buôn bán là có một cái nơi để buôn bán ổn định, không có sợ là bị đuổi như ngày xưa nữa. Đấy, và không? Hiện nay thì chưa thu thuế, hiện nay thì chưa, bởi vì đang là thí điểm, đang là hỗ trợ thí điểm để mục đích là giúp cái bà con cải thiện cái cuộc sống hàng ngày. Thế và trong cái thời gian tới thì có thể sẽ có những các cái chính sách thay đổi cho nó phù hợp với cái tình hình phát triển. Thì cũng rất hy vọng là Sài Gòn sẽ có thêm nhiều các cái tuyến phố như vậy để phục vụ bà con nhân dân Sài Gòn, đồng thời là các cái du khách du lịch cũng như là bà con kiều bào ở hải ngoại. Khi mà chúng ta về Sài Gòn thì chúng ta sẽ ngoài cái việc đi chơi, mua sắm, tham quan thì chúng ta có thể thưởng thức ẩm thực đường phố, ngồi ví dụ nhâm nhi một ly cà phê ở bên lề đường, hoặc là ăn một cốc rượu bún bò gì đó. Thì video của em xin phép được kết thúc tại đây. Thì chân thành cảm ơn quý anh chị, bà con cô bác đã quan tâm và ủng hộ. Bye bye. Rồi, bye bye. Bye. Rồi.